cảnh đẹp thế. Ở khu vui chơi đây này. Ra thử dụng đã. Ai xa. Xe đạp này. Đi đâu đây? Em buồn quá. Sao em lại buồn? Em vừa chia tay thằng bạn anh. Thì sao lại chia tay thế? Hai đứa đang yêu nhau mà. Thôi, kệ đi. Quá. Sao mà chán? Mình vui lên chứ. Không có anh này có anh kia chứ. Chị đấy. Gì đấy? Anh làm người yêu của em đi. Vừa chia tay bạn anh xong mà. Thì bạn anh tệ, em mới bỏ. Nhưng mà nhưng mà không được đâu, anh với bạn anh chơi nhau, chơi với nhau lâu lắm rồi. Có sao đâu, không yêu em này thì em khác. Không được đâu. Thật đấy. Không, nhưng mà em thích anh mất rồi. Ê, không được. Tại sao cô ấy lại như thế nào? Mình không thể làm như thế được. Mình với cả người anh em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi. Nếu mình làm thế thật có lỗi với người anh em đấy. Thôi, bỏ đi. Gà gú đồ này, không. Anh em mình là trên. Không được. Em phải hiểu là anh với cả ba anh chơi với nhau rất nhiều năm rồi. Không được rồi mà. Không, anh không thích đâu. Em xinh thật nhưng mà anh nghĩ là em nên qua lại với cả ba anh đi. Vì anh không thể nào yêu được. Không, bạn anh tệ em mới bỏ. Em thích anh mà. Nhưng mà lúc ấy là bạn anh giận dữ thôi. Chứ bạn anh không có ý gì đâu. Em bỏ rồi em theo anh cơ. Không, anh không muốn có người yêu đâu thật đấy. Tại sao? Vì em là người yêu của bạn anh mà bây giờ anh yêu em thì không gì anh tát vào mặt nó à? Không sao cả. Không, bây giờ em làm. Thôi làm đi. Em làm thế bạn anh buồn đấy. Không, không được đâu. Thôi, em đi ra đi. Chào em nhá. Mệt quá. Mày quá không được theo. Wow, trông phóng đẹp thế. Mình có người yêu hướng dẫn để đi chơi. Ai kia? Ê, cô sao không?
Cả bạn anh quay lại thì sao? Không, em không quay lại với thằng đấy đâu. Sao em không quay lại? Không. Nào người yêu em đi mà. Không. Không được, không được. Không đâu. Sao em? Em thích anh mà. Nhưng mà anh không thể làm thế với cả bạn thân của anh được. Thôi. Tôi không thể làm thế được, cô hiểu không? Từ đó từ đấy đến giờ cô vẫn không hiểu à? Tôi và cả bạn thân của tôi chơi với nhau lâu rồi, tôi không thể làm như thế được. Cô lên, cô đừng có làm vậy, tôi không thích. Tôi không thích cô như thế, cô đi ra. Cô đi ra đi. Tôi không thích loại người con gái như cô. Đi đi. Sao không? Nope. Anh làm em ngã. Thôi, này, dậy nữa. Sao không? Em đỏ tay rồi đây này. Thôi, xin lỗi. Thôi, lỗi. Giặt cho anh bù. Bù gì đấy? Bù gì? Bí mật. Đi, đi. Anh là anh nguy hiểm. Có gì đâu, đi. Ê, ok. Hỏi rỗi. Vẫn rỗi em nhá. Được rồi, bù xong không được rỗi nữa nhá. Anh phải bù cho em cái gì để nó xứng đáng. Ở đâu đấy anh? Đến đây rồi, đây anh. Em có nóng không? Không có.
Thank you.
Đây là con nước của anh rất nhiều nhiều lắm. Thế nào? Bạn bình tĩnh. Bây giờ nhá, bạn nghe tôi giải thích đây này. Đấy, cô làm gì anh ta? Tôi chỉ thử lòng anh ấy, tôi chỉ thử lòng cô ta một tí thôi. Mà cô ta như vậy rồi, hai anh xem người yêu của hai anh có được không? Chuyện này là sao? Là sao á? Tôi chỉ thử lòng cô thôi. Đúng là loại đàn bà lăng hoàng. Anh em không được buồn, bình tĩnh thôi. Mình cô chơi tận 3 người cả hả? Đồ. Mọi người nha, chúng ta không nên yêu. Thôi được rồi, bây giờ nhá, hai em đang buồn, tôi mời hai em đi nhậu một bữa. Ok, đi. Đúng là loại con gái không ra cái gì mà. Anh có yêu không? Kệ người yêu.
Hey, tôi đang hơi buồn. Có gì nói chuyện sau nhá. Xin cỏ anh cũng đang cứu mẹ. Nhanh nhanh nhanh. Ok. Chắc là vui nhỉ. Hey, take you nhá. Sao cô đuổi được kịp tôi thế? Hả? Tặng anh này. Cô đuổi tôi kiểu gì ấy? Tôi không thích cô đâu. Đừng có đeo bám tôi nữa. Nhưng mà em thích anh mà. Tôi chạy từ nãy giờ mệt lắm rồi. Sao cô đeo bám dài ấy? Chuyện gì ấy? Nói ra hơi dài. Cô này đuổi theo tôi từ nãy giờ. Nhưng mà tôi không thích cô ấy. Yêu thế có gì nữa. Ông không thích à? Không. Ông không thích á? Ông không thích để tôi. Ê, được ấy. Ông không thích để tôi nhá. Cô không biết. Spiderman. Em đi với anh thôi. Spiderman. Đi. Tự nhiên đâu ra có ông bạn nhẹ chất thế. Giải cứu hộ luôn. Ê nhá, vui vẻ nhá. Ok. Hey, hôm nay sẽ ăn món gì ta? Em có sao không? Em có sao rồi chứ? Spiderman. Anh là Spiderman. Nay trời hơi nóng. Cảm ơn em. Em có sao rồi chứ? Không sao. Tôi chào em nhé, bye bye. Bye. Ugh.
Đây đâu? Cô, tại sao cô tôi lại ở đây? Cô lừa tôi đúng không? Tôi đang đi mua bánh cơ mà. Cô tránh xa tôi ra. Cô lừa tôi đúng không? Cô định làm gì? Bỏ tay tôi ra. Tôi không thích cô đâu. Mà em thích anh mà. Cô đừng làm như thế. Thả tôi ra đi. Em không thả đây. Cô đúng là đồ đê tiện. Dâm gì? Đừng có bao giờ lại gần tôi nữa. Cô tránh ra khỏi cuộc đời tôi. Em có sao không? Không sao. Vừa đến này. Không gì, xin lỗi em nhé. Anh đi rồi vội. Spider-Man. Hả? Yeah, đúng rồi. Em đoán chính xác luôn. Wow. Nhìn người anh cơ bắp này. Em thích anh lâu lắm rồi ấy. À thế hả? Cảm ơn em nhá. Thôi không có gì, chúng ta đi thôi, bye bye em. Ơ, từ từ đã. Hả? Ở lại đây nói chuyện với em tí. Hả? Chuyện gì? Mình có quen biết gì nhau đâu. Chắc là sao quen mình. Nhưng mà không được. Anh có nghi ngờ mất rồi. Anh mình yêu không nên em đi quá giới hạn. Không, anh nói thật. Kệ đi. Không được đâu. Em. Không được đâu. Thôi, chào em nhé. Bye bye. Lại là cô à? Cô đi theo dõi tôi đấy à? Người ta thích anh thì ta mới đi theo anh. Tôi không thích cô, tôi có người yêu rồi. Đi ra đi. What? Cô muốn tôi làm gì đấy? Tôi có người yêu rồi. Cô đừng để đi theo dõi tôi nữa. Anh chạm vào người em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Cô bị dở hơi à? Do cô đưa tay tôi vào.
ai thấy là em đưa tay anh vào? Rõ ràng là anh chạm vào người em. Chịu trách nhiệm đi. Cô bỏ ra đi. Cô đúng là cái đồ. Spider-Man. Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi nữa. Cô làm gì vậy? Chờ với em đi. Chờ đâu? Spider-Man. Sao cô vẫn còn đây vậy? Anh ấy là của tôi. Anh ấy là của tôi. Hai cô làm gì vậy? Hai cô dừng lại đi. Hai cô đang làm gì vậy? Tôi có phải đồ chơi đâu mà phải tranh giành. Nhưng mà tôi không thích hai cô. Hai cô đi đâu thì đi đi. Đừng đeo bám tôi nữa. Thôi, tạm biệt hai cô, đi đâu đi đi. Đi đi. Quay. Người anh em, tí về đi bán bia. Vâng, đi làm xe. Ok, chuyển luôn. Hello em. Chào em. Em đi chơi à? Anh đi ra đi. Bạn này. Chúng tôi đây. Ôi, đi chơi với anh. Anh đi ra, tôi không thích anh. Tôi đi xuống rồi. Spider-Man. Tôi không thích anh. Anh đi ra đi. Thôi được rồi. Anh nghĩ là để cho bạn anh đi. Kệ anh ta đi. Tôi về đi chơi. Anh đi ra đi. Bạn này, không đuổi theo à? Đi đi. Chán đạt thanh niên. Thôi, cho đi chơi với gái đi. Na 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 na. Spider-Man. Này, con nhà ai xinh đấy? Con nhà bố mẹ em. Ôi, này đứng đây chơi với mình à? Không sợ không sợ trộm nó bắt à? Em không sợ ai bao giờ đâu. Ôi. Xinh thế à? Anh đi đâu vậy? Anh á? Anh đi chơi. Này, đi chơi với anh không? Này, đi chơi kéo thành người yêu nhá. Có sao đâu. Em vẫn đang ế mà. Này. Thì đi yêu luôn này, sợ gì.
chơi đi. Đi. Ui, tự nhiên đi dọc đường để bớ được cô người yêu này. Em ơi, hôm nay trời đẹp nhỉ? Chúng ta là ai vậy? Đây là người yêu của bạn anh. Người yêu gì? Ơi, không được đâu. Thế là như thế nào? Anh không biết nhưng mà đây là người yêu của bạn anh. Spiderman. Đây là người yêu của tôi mà. Thôi, hai em đừng đánh nhau nữa. Em này, của anh. Anh bị làm sao, anh nhìn ra đi. Bạn này, hộ tối phát. Đi ra đây. Nó có gì đâu mà thiếu nhiều tiền. Anh đi ra đi, tôi không thích anh. Đang gì? Bạn này, mà chút nào, lộ tôi gái. Nhá. Đi chơi đi. Đi với anh rồi. Nó bị sao vậy? Bạn này. Em đi chơi với anh. Ông, tôi đấm cho ông chặn bây giờ. Người yêu tôi mà. Em, đi. Đi. Bạn này, ở lại vui nhá. Bye bye. Em ơi, đi. Bye bye nhá. Đi à. La la la. Chết rồi. Đây em gái. Ôi, em có làm sao không? Đứng lên đây xem nào. Ôi, em có làm sao không? Em không sao. Ôi, không sao, tốt rồi. Spiderman. Ê, chào em. Không sao chứ, người ngậm một xước sát đâu không? Không sao anh ạ. Không sao là may rồi. Cho anh xin số được không? Số bật máy lên anh lưu ra. Đây, số anh đây, lưu vào nhá. Ok. Làm gì đây? Thích anh lắm ý. Cho em ôm anh một cái được. Không ôm được đâu cô ơi. Không được đâu. Tôi cho cô số điện thoại là quá đáng lắm rồi ấy. Ôi này, cô làm gì đấy? Cho em ôm cái. Chúng mày làm gì? Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu. Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu anh ạ. Ôi, lăng loạn à? Sao anh lại đánh phụ nữ như vậy? Mày vừa làm gì? Không, tôi không cố ý đâu. Đừng gặp tạ người vũ phu nhờ. Đau quá. Ngày gì mà đen thế này. Ăn bánh này. Đau quá. Ôi. Anh chào em. Có chuyện gì mà đến tìm anh cái này? Xin lỗi nhá. Xin lỗi à? Không sao đâu. Anh không để ý đâu. Wow. Đúng loại thước, loại lưỡi anh thích rồi. Trời lại còn lắng nữa. Anh cảm ơn nhá. Làm mụm ạ. Anh cảm ơn nhá. Lược mát thật đấy.
em có chuyện gì à? Sao? Kể anh nghe mà. Có chuyện gì? Nói đi. Chuyện là thế đấy. Hắn ta đánh em à? Đúng là tên vũ phu. Được rồi, đứng lo. Rồi từ bây giờ em sẽ có anh rồi, không phải lo gì nhá. Anh tốt thật ý. Không có gì đâu. Sinh như này mà bị bạo hành à? Uổng quá đi, không sao đâu. Này, định làm gì đấy? Thích anh ý. Anh thích anh à? Anh biết rồi. Thôi được rồi. Này, đi. Mình đi đi, mình đi chơi đi. Anh bảo, bỏ qua cái thằng ấy đi. Đừng nghĩ nhiều về nó nhé. Đi thôi. Đi. Lắng quá. Để anh che lắng nha. Đi. Mình nóng nhở? Hơi nóng một tí, không sao em ạ. Em gái, em lùi lại đi. Ngươi định làm gì? Ngươi, ngươi này, ngươi này. Em, hắn, tên yêu em này, người còn dám xuất hiện trước mặt ta, biết đi. Chúng mày nhớ mặt tao ấy, biết đi. Không ngờ hắn ta còn dám làm vậy. Hắn còn dám đến tìm chúng ta. Thôi được rồi, anh không sao đâu. Đừng lo nhá, bỏ hắn ta đi. Từ bây giờ em sẽ là người yêu của anh. Ok không? Ok. Đi chơi đi. Đi. La 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 la. Từ giờ em không phải nghĩ gì nữa đâu nhá. Ok. Hôn cái nào. Hương phải khỏe nhá. Anh chả hương không kém nhá. Đi. Anh ơi, em gửi thẻ phòng ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Dạ, à. Em cảm ơn anh chị đã ủng hộ dịch vụ em nhá. Ok. Quay trở lại ủng hộ em tiếp nhá. Ok, bye bye nhá. Chào anh chị nhá, anh chị lên đường mạnh giỏi nhá. Đó. Ê. Sao đấy với em? Có chuyện gì à? Em quên điện thoại rồi. Thôi được rồi. Đứng đây chờ anh tí để anh lên anh lấy thôi nhá. Ok. Đợi đi. Mệt thế nhờ. Stay. Ôi, cô ơi, cô có làm sao không? Tôi không sao. Ui. Đây, tôi gửi. Tôi cảm ơn. Spider-Man. Cô định làm gì vậy? Không, tôi có bạn gái rồi. Kệ. Không nhỉ? Sao? Không được. Cô đi ra đi. Điện thoại ở đâu nhỉ? Đây rồi. Hừ.
Không 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 không. Không, cô đừng làm như vậy, tôi có bạn gái rồi. Sao đâu? Không không. Đừng đừng đừng. Này, cô làm gì vậy? Không được đâu mà. Đừng 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 làm như vậy. Tôi có bạn gái rồi. Sao mà? Cô đi ra đi. Này. Này. Cô đừng làm như vậy. Không được đâu. Cô đi ra đi. Tôi có bạn gái rồi. Không không, không được đâu. Ê, cô đừng làm như vậy. Mà tôi thích anh mà. Không được, nhưng mà tôi có bạn gái rồi. Đừng đừng đừng. Không được đâu. Đi ra đi ra. Không được không được. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Không không được đâu. Đừng đừng. Được rồi. Cô làm đấy đi. Nhớ cô lại đi nhá. Thôi được rồi. Làm đấy. Ở đấy nhá. Em lâu rồi. Anh đi lấy điện thoại cho em mà. Không có gì đâu, đi đi, mình đi đi. Đi. Anh nói gì em à? Đâu, anh có giấu gì đâu. Này, đi đâu đấy? Anh bỏ ra. Này. Con đấy đâu? Ui, có món gì ngon đấy. Ngồi đi. Ui, hôm nay chu đáo gớm nhỉ. Đây đây, để anh ngồi đây. Này anh bảo, ban nãy gặp ác mộng kinh quá. Ui, sợ hết. Anh mơ gì đấy? Ui, anh mơ nhá. Ui, bạn anh đấm đấm, anh làm siêu anh hùng, anh bắn mấy con lính nghe. Ui, đây để anh ăn nhá. Wow, thơm quá. Thơm quá. À, ngon lắm. Ê, anh Bảo, ngồi đây chờ anh tí nhá. Anh có chút việc anh phải đi ra ngoài rồi. Này, ở nhà trông nhà nhá. Tí về anh mua quà cho. Ok. Đi cẩn thận nhá. Ở đây, cầm miếng bánh đi ăn này. À, Spider-Man, 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 Spider-Man. Nhà đẹp quá. Bao giờ có tiền mua được nhỉ? Ây da. Ủa, ô tô. Ôi. Ồ. Gì đấy? Cái gì đấy? Ê. Ôi, không được, không được, không được. Cái tôi có người yêu rồi. Kệ người yêu anh. Không, tôi không thể làm điều có lỗi với cả người yêu tôi. Mà em thích anh mà. Không, tôi bảo tôi có người yêu rồi mẹ. Cô. Nhìn xem, đẹp như thế kia, em giàu thế này anh không thích á? Tôi không cần giàu, tôi còn người yêu thương tôi. Nhưng mà em... Đi ra đi. Tôi bảo là tôi không thích rồi. Nhưng mà em thích anh mà. Cô thích tôi việc của cô chứ. Không, không được. Không, mặc dù cô giàu thật, cô nhiều xe, cô nhà, nhưng mà tôi không thích. Không, cô đi ra đi. Cô giàu thật đấy nhưng tôi không thích. Tôi có người yêu rồi. Em. Sao thế? Có đứa nó cứ tán anh ấy. Ai? Lên anh đi đường có đứa tán anh.
Hả? Cô ta à? Đúng rồi em. Chính cô ta đấy. Cô đi ra đi. Cô không thấy người yêu tôi à? Kệ cô ta đi. Sao cô ta lại như thế với anh? Không, anh không có gì với cô ta. Không, cô đi ra. Tôi có người yêu rồi. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Này, anh kệ cô ta đi. Anh làm thế nào thì làm nhá, em không thích thế này đâu. Cô đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Đây nhà tôi không thích cô. Cô có tiền thật nhưng mà tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi rất yêu tôi. Cô đi ra đi. Tôi không thích cô, cô đi. Mà em thích anh mà. Tôi không thích cô. Cô đi đi. Đi đi. Đi em. Anh ngồi đi. Đấy, em thấy chưa? Anh chỉ yêu mình em thôi. Em biết anh trung thủy rồi. Đây là yêu mình em thôi nha. Nhớ nhá. Chắc chắn luôn. Để em đi mua nước cho anh nhá. Ok. Đợi em một tí. Ok. Ôi, này người yêu mình xinh đấy. Bàn bẩn thế này. Cô là ai? Cô đi ra. Sao cô vào nhà của tôi? Bố liền sẽ tìm cách thôi. Oh no. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Cô chính ra. Em. Sao lại là vậy với em chứ? Em bình tĩnh. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh bảo với em như nào cơ mà? Cô ta do cô ta thôi. Anh đang dọn bàn thì cô ta đến rồi mà. Em không nghe gì hết. Thật mà. Anh nhớ bọn em đấy nhá. Em. Cô đi ra. Cô thấy chưa? Vì cô mà gia đình tôi như thế đấy. Cô cảm thấy hạnh phúc chưa? Cô đi đi. Em ơi. Spider-Man. Thời tiết đẹp quá. Tôi không quý đâu. Ôi đâu. Anh đẹp trai thật đấy. Oh no, không, cô mà như thế. Cái gì đấy? Mày làm gì quá? Không, tôi không thích đâu. Không được. Không được. Sao? Không. Oh no. Ô, chim to to thế. Còn nước quá nhỉ. Còn nước này, đi thôi. Hay xem. Cho anh một cốc nước toàn chân tình của em. Con gái đâu mà người ta có nước lạnh lùng thế. Nope. Quán đẹp thế. Đây rồi, cho đẹp rồi. Gái gái. Xin. Nhìn à. Chào Sam. Hello Spider-Man.
Hẹn gặp anh ở đây rồi. Không, em ơi, anh không thích điều đấy đâu. Trời ơi. Không. Đã bảo không thích rồi. Đi đi. Không thích. Nào, khoan. Nó không thích từ đầu rồi mà. Không được, không được. Ôi, chào nhá. Không thích. Không. One, two, three. Oh, lại nào đã. One, two, three. Lêu lêu nào, tiếp vào em. One, two, three. Tiếp đây, đến đây. Ê, đưa. Tiếp nào. One, two, three. Nope. Ê, lêu lêu nào. Nope. Em, ôi ôi, bình tĩnh làm gì đây? Anh bảo bình tĩnh nhá, nhắm mắt anh. Đuổi theo anh này. Come on. Đây là. Mong là cô ấy không thấy. Yes. Ooh.
Cô là ai từ đâu ra đấy? I love you Spider-Man. Wow. Ê, không được đâu. Tôi có người yêu rồi, cô đừng làm như thế. No. Ê à. Đợi em một tí nhé. Hả? Hey. Sao lại vào đây? Hả? Cho em nhá. Không được đâu. Không, cho em đi mà. Không được, tôi vừa mới được xong. Đây. Tôi mới đi nhận giải rồi sao? Cô đi ra khỏi xe tôi đi. Hả? I love you. Hey. Không được đâu. Đúng rồi, của em. Cô đi ra khỏi xe tôi đi. Không được ngồi trên này đâu. Hey, Spider-Man. Hey. Hey. Cô đi ra đây. Thích cô đâu, tôi có người yêu rồi. Đừng làm như vậy. Hey, cô đi đi. Hey, đi đi. Về nhà đi. Cô đứng dậy đi, nằm đây làm gì? Spider-Man. Oh, I love you, Spider-Man. Ấy. Nhìn em ngon như nén mà. Không, tôi không thích. Tôi bảo tôi có người yêu rồi. Đừng làm như vậy nữa. Đi về nhà đi. Spider-Man. Cô bị làm sao đây? Có hiểu tiếng người không? Không, em muốn đi theo anh cơ mà. Cô đừng làm như thế, tôi có người yêu rồi. Không được không, đâu. Yêu hai người có sao đâu. Không được đâu. Được. Về nhà đi. Đi đi, nhanh. Hey. Hey. Em đi nữa.
Đi về nhà đi, tôi không thích cô. Come here. Hey. Chết rồi em. Cô định làm gì vậy? Em làm không vậy? Không được đâu. Không biết gì cả. Đây là người yêu của tôi mà. Dạ. Cậu thật như sao? Anh là người yêu tôi mà. Chuyện này là sao? Anh không biết, anh không biết gì cả. Đừng. Anh. Em bình tĩnh đã. Không được đâu. Tôi là Spiderman. Anh nhìn nào với tôi.
tao quên luôn. Very good. Yeah. Anh không có gì đâu. Khoan, anh bình tĩnh đã. Anh bình tĩnh đã. Tu. Cuối cùng gặp được rồi. Yêu tôi mà yêu tôi thật khó luôn. Spider-Man, Spider-Man. Ây da. Đuổi theo tôi từ nãy giờ chưa được à hả? No, no, no. No. No, I'm no love you. Sao tôi ra? Đừng lại gần đây. Không. No. 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 I don't love you. Hey, Spider-Man. Hey. Thôi đấy. Spider-Man.
Cô ở đâu ra vậy? Ba mẹ. Tôi cắt đuôi được cô rồi cơ mà. Ba mẹ, I love you. No. No, I'm no love you. Đừng đi mà. Cô tránh xa tôi ra. Không, tôi không yêu cô đâu. Hey, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Chuyện gì thì cứ từ từ nói sau nhá. Xin chào. Cô làm sao không?
ốc chân đấy. Được chưa mà? Ôi, chưa rồi. Thôi được rồi. Cô đi vào kia đi để đi vào ghế ngồi với tôi đi. Ôi, đau chân à? Không sao. Đi ra ngồi. Ui, đâu đây để tôi xem vết thương à? Ui, đây này, có cái vết kiến cắn này này. Ê, thế cô tên là gì? Là Jessica. Jessica có đau lắm không? Có. Chết rồi. Ngồi đây nhá, để... À, thế cô có đồ khát nước hay là đói không? Nhân tiện mình cũng đói. Để mình đi mua nước với đồ ăn cho nhá. Ok, ok. Ok. Đợi mình tí nhá. Ở đây ngồi đây nhá. Em. Hey, anh xin nước cho em về rồi này. Cảm ơn. Ok. Ui, em đưa đâu chưa? Chân này này. Em đỡ rồi. Đỡ rồi á? Anh... Không, tại anh nhìn em quen lắm. Gặp nhau ở đâu rồi? Gặp nhau... Cái này bí mật. Anh sẽ không nói đâu. Nói đi. Cái này khó nói lắm. Cái này bỏ qua đi. Này, sao lần đầu gặp nhau em bảo đấy. Em uống nước đi à? Ê, hay là bọn mình đi chơi đi. Anh cũng sắp có việc, chút nữa anh phải về rồi. Đi. Đi về. Đi. Nhé, em ở đâu? Cái này á? Đi đi. Vừa đi chơi đi đâu này à? Ê. Hey. Em đã ăn có lâu không? Cũng lâu rồi ấy. Trông nóng nhờ. Hey. Ra đi thôi. Đi. Em hôm nay thích đi chơi đâu? Em đi A đi. Mình đi A. Ok, chào luôn đi. Nắng nghe. Đi sáng thôi, đi. Hello em. Không có gì đâu. Để giải thích nhá. Cái này cũng là tình cờ đấy. Anh gặp hai bạn ở trong mơ. Câu chuyện nói như thế đấy. Bây giờ nếu có thể cả hai em có thể làm yêu anh được không? Hơi buồn cười một tí nhưng mà có thể chấp nhận được không? Sao thế em? Ôi, đẹp trai thế. Ôi, em làm gì ấy? Không được thế đâu nhá. Anh có người yêu rồi. Đi kệ người yêu anh. Hả? Hey, không được đâu.
Em đang làm gì vậy? Xin lỗi em nhá. Cô ấy đuổi theo anh nên là làm phiền em một chút. Không sao đâu. Cảm ơn anh. Anh đẹp trai thật đấy. Sao anh đuổi theo. Xin lỗi. Anh ạ. Chào anh. Em không biết. Không có gì đâu, tôi chỉ nhớ cô ấy một tí thôi. Anh bình tĩnh anh ơi. Không như anh nghĩ đâu. Anh ơi. Sao mai là miền? Người em đâu ấy? Hey, tôi đang hơi vội. Có gì nói chuyện sau nhá. Đi, tôi xin gọi đăng Facebook ấy. Nhìn, cười nào. Ok, trông lắm này. Có thấy được? Hey, thank you nhá, bye bye. Sao cô đuổi được kịp tôi thế? Hả? Tặng anh này. Cô đuổi tôi kiểu gì ấy? Hey. Tôi không thích cô đâu. Đừng có đeo bám tôi nữa. Nhưng mà em thích anh mà. Hey, gì? Tôi chạy từ nãy giờ mệt lắm rồi. Hey luôn. Sao cô đeo bám dài ấy? Ê gì, nói ra hơi dài. Cô này đuổi theo tôi từ nãy giờ. Nhưng mà tôi không thích cô ấy. Yêu thế gì đó, ông không thích à? Không. Ông không thích á, à? Ông không thích để tôi. Ê, được ấy. Ông không thích để tôi nhá. Cô không hết. Spider-Man. Em đi với anh thôi. Spider-Man. Đi. Gít. Tự nhiên đâu ra có ông bạn nhẹ chất thế. Giải cứu hộ luôn. Ê nhá, vui vẻ nhá. La 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 la. Cánh đồng đẹp mênh mông, trong đấy có một cô gái. Ui. Chào em. Em cho anh làm quen được không? Tốt rồi. Này. Cho anh làm quen ạ. Anh muốn xin số phone của em, có thể cho anh được không? Không, em không dùng điện thoại. Thì đứng đây đợi ai đây? Em chào bạn em. Cho làm quen tí đi được không? Không. Sao anh tiền đấy nhỉ? Anh thích em hả? Nè, con gái con đứa mà bạo lực ấy. Bạo lực kệ tôi. Này. Em. Anh.
Ủa? Ồ, đúng em rồi. Hello. Lại là anh nhỉ? Thế lại ngồi đây với mình à? Em bảo em đợi bạn mà làm gì có bạn nào đâu. Có. Bạn tôi đi chơi rồi. Em nói rồi đúng không? Anh bảo anh có này cho em này. Nè. Kẹo này cầm đấy. Đây nữa này. Này, kẹo cam này, kẹo kiwi này. Em có thích không? Có. Đấy, cầm đấy. Xinh đấy. Anh có bỏ độc vào đây không đấy? Sao em lại nghĩ anh bỏ độc vào đây? Trong này anh bỏ tình cảm của anh vào đây đấy. Thế thì tôi bỏ tình cảm của anh ra, tôi lấy kẹo. Này, cho một cơ hội đi mà. Anh bỏ tay ra. Này, cho anh ôm một cái được không? Một cái thôi. Nhá. Cũng được. Suy nghĩ hơi lâu ấy nhỉ. Con này. Con gái. Nhớ mặt anh đấy. Lần cứu tôi rồi. Hai thằng kia cam người đi làm gì cô ấy vậy? Cút. Dám bắt nạt cô gái gái định ban ngày ban mặt à? Vào đây. Cút mau. Em có làm sao không? Không. Ôi, may quá. Em không sao, tốt rồi. Anh có sao không? Anh không sao, chú gói đi hết rồi. Cảm ơn anh. Anh thích em thật mà. Này, anh có món quà cho em này. Nhắm mắt vào đấy. Thấy giống anh nào, thấy anh giống Lam Bảo thật à? Đồng ý làm bạn gái anh nhá. Em đồng ý. Ôi, từ giờ có người yêu xinh gái rồi. Đi chơi thôi. Đi về nhanh nhá. Ôi, thế mà người ta tán mãi không đồng ý. Tại vì nhìn anh giống người xấu ấy. À quá. Bạn mình vừa dễ. Yêu. Khiếp. Sao cô lại ở đây? Em không được ở đây à?
kỷ thế. Cô định làm gì ấy? Em thích anh. Cô thích tôi á? Không được sao? Tôi với cô đã gặp nhau bao giờ mà cô thích tôi được? Ô, cô gặp đó. Đừng làm như vậy đây nhá. Tôi đang làm việc đấy. Cái anh. Không được đâu. Tôi không quen cô đâu, cô đi ra đi. Không. Để cho tôi làm việc. Hey. Đi. Không. Spider-Man. Oh, hey. Spider-Man,
Mày mày. Thank you. Hello, em không đi cùng các bạn à? Em không quen họ. Em làm gì ấy? Thích anh. Sao lại thích anh? Không được đâu. Ui giời. Đừng. Spider-Man. Này, em đi theo anh làm gì? Đừng đi theo anh ạ. Đừng đi theo nữa nhá. Đừng đi theo anh nữa. Hello. Ê, đã anh có lâu chưa? Anh mới đi chơi ngoài đường này, vừa gặp mấy bạn fan hâm mộ ấy. Bạn ấy cực quấn cực kỳ luôn, thích anh lắm. Đúng là người yêu em. Ok, thì tạm biệt anh đã. Làm gì ấy? Này, em làm gì ở đây em? Hả? Em tìm người yêu của em. Ui, điên rồi. Ui, này, không được đâu. Không được. Ui. Làm gì ấy? Chuột to quá, lại anh đuổi nó mà. Anh bắt nó đi rồi, anh đuổi đi rồi. Sợ thế? Sợ lắm con chuột. Chứ. Anh không được lắm. Không có gì đâu. Tắm mát sạch sẽ mà. Quay lược để anh chở đầu nhá. Thích chưa? Ai đâu?
anh không biết là sao cô lại nhận tôi là người yêu. Này này, anh không biết gì đâu nhá. Anh không biết gì đâu. Là tôi. Cô ta đi theo anh mà anh có biết gì đâu. Em có làm sao không? Mày làm sát tao à? Ui, này. Thôi. Này. Thôi đi không? Mày. Này, anh có làm gì đâu? Này. Anh còn của bạn bội. Chuyện thế này như nào? Mất cả chi lẫn chải. Thank you.
Wow, trông em thật là... Tôi là Spiderman. Chị làm gì tôi? Cô từ đằng sau thật là đẹp. Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Spiderman. Very good. Yeah. I love you, Spiderman. Oh. Anh không có gì đâu. Em không sao. Ok, bắn đi, bắn đi. Nào, bắn con gì nào. Con 14 đấy nhá. Ok. Ôi, dài ơi. Ông định làm Khải, ông định làm việc rất dài à? Dài rồi. Tôi kỷ niệm ông có 13 nhá. Đấy, đấy, lâu này là đẳng cấp rồi. Ông hiểu bên này chưa? Ai sao? Bắn nào ấy? Bắn nào khó nhỉ? Hả? Bên kia. Sáng tám đi. Ai đặt? Ông ơi, bây giờ tôi mà tán được thì sao?
tối rủ đi nhậu. Được. Ok chưa? Ok. Kém hết nhỉ? Gì này? Chào Sam. Em bảo mua mình à? Bán gì? Hả? Em nhìn này em yêu người yêu. Thôi anh bắn cùng đi. Ơi, con gái đâu xinh đấy. À, anh bạn bè đâu mà có gì đâu. Ôi xinh ấy nhờ. Em đừng đi. Đây để anh bắn cùng em cho vui nhá. Em dịch người yêu à. Ơ không, bạn ơi, bạn bình tĩnh bạn ơi. Không, bạn ơi. Bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Bạn bình tĩnh, bạn ở lại nhá, có gì. Tôi về trước vậy. Vâng. Vẫn đi làm con nước chữa lành vết thương thôi. Đây rồi. Cô ơi. Cô cho con xin cốc nước với. Cô bác xin ngồi tí, con lấy cho cho. Dạ vâng ạ. Kia là con bé hôm nọ mà. Sao là ngồi với thằng nào kia nhỉ? Cắm sừng à. Được rồi. Để ta đi gọi ông bạn kia. Cứ ngồi đấy. Ông bạn đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Bạn ơi. Sao đây? Giờ bạn vẫn bấm điện thoại được. Bạn bình tĩnh. Bạn thật bình tĩnh khi nghe tôi nói nhá. Tôi thấy người yêu bạn đang ngồi trong kia ôm ấp thằng nào ấy. Vậy á? Đúng rồi, bây giờ tôi bạn dẫn tôi đi. Được, tôi, bạn theo tôi. Come on. Đi bạn. Đâu? Đây bạn này. Đây nhá. Đây, bây giờ là nó đang ngồi trong này. Bạn hết sức bình tĩnh, được chưa? Đây, đi. Đây. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy, bạn thấy, bạn xem yêu bạn có được không? Bạn để tôi. Được, đi. Bạn hết sức bình tĩnh nhá. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi thật không ngờ. Đấy, bạn xem yêu bạn đi. Anh áo lại. Cơ hội của mình. Hello em. Em bình tĩnh nhá, không sao đâu. Đây, em ngồi xuống đây. Ôi ôi. Con gái đâu xinh thế. Ôi. Em là người yêu anh nhá. Em ngại lắm. Sao lại ngại? Đừng ngại. Ôi, xinh thế. Con gái đâu xinh thế nhỉ? Ôi, con gái đâu xinh thế. Thế nào? Bạn bình tĩnh. Bây giờ nhá. Bạn nghe tôi giải thích đây này. Đấy. Cô làm gì ra? Tôi chỉ thử lòng cô ta một tí thôi. Mà cô ta như vậy rồi. Hai anh xem người yêu của hai anh có được không? Chuyện này là sao? Là sao á? Tôi chỉ thử lòng cô thôi. Đúng là loại đàn bà lăng hoàng. Anh em,
không được buồn, bình tĩnh thôi. Hôm mình cô chơi tất ba người cả hả? Đồ. Mọi người như này chúng ta không nên yêu. Thôi được rồi, bây giờ nhá, hai em đang buồn, tôi mời hai em đi nhậu một bữa. Ok, đi. Đúng là loại con gái, không ra cái gì mà.